ngắt đấy, ngắt. Con gái của mày vừa vui chơi là sản phẩm thằng dâm con nhà bà dê nó làm ra, thì bây giờ mày tính thế nào? Tôi phải giết con khốn nạn này. Ở cái thứ qua chảy sống sống là vui chơi một ngã dòng họ mình. Tôi giết nó rồi tôi tống mẹ con thằng kia vào tù. Tôi giết, giết, giết. Mày tới số rồi, nên không có đồ ăn, mày tới số mày nữa rồi. Ông bà mình nói rồi, ăn cổ thì nên đi trước, lội nước thì theo sau. Mình ăn cổ thì mình đi trước để khỏi người ta ăn hết phần. Còn mình lội nước thì mình đi theo sau, đặng lỡ có chết thì chết người trước. From the top, and I'm hating the slack. Couple man's run around with the hate in the calf. Please stop talking that trash, 'cause the vibes from the front all the way to the back. Xin chào các bạn, lại tiếp tục là ông anh mình. Hôm nay là thứ bảy. Hồi đầu hai anh em mình tính đi bắt cá, nhưng mà bây giờ tem người ta nghỉ hết rồi, còn có hai anh em thôi. Cho nên tụi mình quyết định đi bắt ếch. Và hôm nay lần đầu tiên mình chứng kiến ông anh mình ổng bắt ếch luôn nghe. Hôm nay cả nhà cùng đi theo mình để coi ông anh ổng dỗ tài tới đâu. Chúng ta cùng đi nha. Này là đồ nghề anh nhanh. Bỏ vô mình móc nó ra hay sao? Đâu? Này sao móc được ra ta? Đút vô mình xoay ngược vậy nè. Xong mình xoay ngược vậy là móc ra. Nó dính vô trong đây. Ta chạy vô tới mấy bạn ơi. Ta chạy vô tới. Hôm nay bắt ếch nha A Chảy. Ok. Bắt cua là được. Bữa nay tụi mình đi bắt ếch thì sẽ đi hướng khác nha. Không đi hướng cái ao bữa nữa. Đi ra phía sau lưng nhà ảnh á. Đó gì anh nhanh? Ăn ếch à? Chúng ta đã đi vào rừng. Hôm qua tát nước đầu đình, tát qua tát lại cãi lộn tát không. Đâu? Mới chiều đó. Cần ơi, tôi quay chúng hết tôi đang nghe cần. Hết đâu? Thôi. Gắn. Gắn vậy. Nghe kêu ta. Cái gì kêu lục cục cục ghê vậy? Mã lùi ra gắn gắn dục mái chạy luôn quá. Sâu dữ. Sâu dữ. Vô mắt. À không vậy hả? Cứ thoải mái đi, trời ơi. Chưa. Dạ. Dạ phần các bạn không. Đừng quay chính diện, quay cứ quay đại ca đi. Có giọng nói nó rất thành. Đêm đổ ngặt một về nhà với những bước chân trầm nhạt. Ngặt buồn thì hôm nay ngặt đánh 63 nó ra 36. Các bạn có biết không? Bắp thì cần bơ, yêu không cần cớ, cần khẩu cớ. Ngặt đang vội vã thì có một người đến nói với ngặt rằng: Ngặt ơi ngặt, con gái của mày vừa vui chơi là sản phẩm thằng dâm con nhà bà dê nó làm ra, thì bây giờ mày tính thế nào? Tôi phải giết con khốn nạn này. Ở cái thứ qua chảy sống sống là vui chơi một ngã dòng họ mình. Tôi giết nó rồi tôi tống mẹ con thằng kia vào tù. Tôi giết, giết, giết. Trong này như cái rừng U Minh á mấy bạn. Nó là đất của công ty á, để lâu không có xài tới nó thành rừng luôn, hoặc như cái rừng rộng thên thang. Nói các bạn đó là đất hoang á, ai muốn vô tí xí à. Có cửa đâu.
Hai chiếc trước chiếc trước phải không? Ừ, cắm cọc như chiếc trước cường bên xe bình, cắm cọc đây, cắm cọc kia dài cái trong góc được rồi. Chỉ gì là mốt của mày à Cường? Ừ, cắm cọc xuống là có đất. Đất rồi nè, khó bắt chứ không phải dễ như bắt cá luôn nha mấy bạn. Coi dưới chân cái trên mấy cục đó hả? Hay quá ta. À, các bạn đi các cái quán nhậu, quán ăn nào từng nghe ếch núp lùm bao giờ chưa? Đây đích thị là ếch núp lùm nè. Đừng biết gì cà gột ta. Quay hồi con ếch nó chết chỏng anh nhanh. Đúng nghe kêu bóc cua ha. Nước ốc ếch, ốc ếch, móc này ốc ếch, bạch, chóc chóc, chục chục. Rụt mỡ mày nè. Đang tả cái gì vậy? Thì móc á, móc nào cũng vậy. Ốc ếch, 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 ốc, 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 chạch, 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 chạch. Ủa là con. Con cua. Cua đỏ chét à ta. Trong thương nghiệp với con cua. Mày tới số rồi, nay không có đồ ăn rồi, mày tới số mày nữa rồi. Này cua không gục vậy, trời đang đẻ kìa đại ca. Ờ, thấy cua con không? Đang này chứng đầu, một con. Này này chắc có nè. Bỏ cuộc rồi mấy bạn ơi. Hai hang mà chưa được con nào hết. Tiếp tục đi. Cái hàng xù quắm luôn. Có ếch chổng mà sâu quá bắt không được. Lên đường tổng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương hay hải đảo gian hiểm nguy, mẹ dừng khí quê nhà sức khỏe luôn gìn giữ, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Con sẽ hoài về theo những bước của đoàn quân đi. Nè, ngày xưa là cái vuông của ta đào lên, đào hào rồi để hai bên ta trồng xoài trồng mít gì nè. Giờ ta bỏ hoang à. Nhà ta lắm tiền cho nên ta không có làm ruộng nữa. Nè, cái hàng mới. Nãy giờ đào mấy hàng. Nó kêu rồi, kêu rồi, nó kêu là ca kêu, nó hết kêu rồi. Anh ăn nó đang nó cục. Cô dồi á, đuổi bọn tôi đâu rồi. Dạ không, chắc cứu không. Ra cuộc đất. Bậy gì? Hồng Vân rồi đúng không? Không, bậy, nó cũng mới cho Hồng Vân. Không. Sân khấu kịch Hồng Vân là khác, sân khấu kịch Hoành Thành Lộc là khác. Nhiều sơ sân khấu mà, nó nhiều lắm. Mỗi người nhớ mà lập vậy mà. Không có rồi các bạn ơi. Bạn ơi. Hả? Lấy, chưa biết lấy đi, về Vũng Nha bắt nha. Về thôi mấy bạn ơi. Tình hình là bữa nay đi không có gì hết. Mình tính lên đời một chiếc GoPro để ban đêm mình đi thường xuyên để ra được nhiều clip hơn cho anh em xem. Đi bắt ếch về. Con nào các bạn. Mình tiếp tục quay về cái ao ở bên đây để đi theo mấy người này này. Thả lưới, bữa nay thả lưới với đánh chài. Ông anh mình đang đánh chài mà anh ạ. Còn mà đi theo mấy ông anh bà chị kia thì đánh lưới dưới sâu ước. Bà này bà là dân lưới này. Quá đẹp. Có đâm không? Có. Có ăn rồi. Vậy mẹ mày đi. Cá mái thịt ngon. Cái trống lúc nào thịt cũng dở như cá mái.
Hèn chi bữa đại ca bắt em ba cá mái, ba cá trống luôn. Cá trống gì? Cá tre, cái này nè, vàng nào đấy, đỏ luôn. Cái này cá mái nào của người ta đúng không ơi? Con cá trống biết sao, cá trống cái mình nó lép. Không có ếch, có cá được không mấy bạn? Đúng, người ta về tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn ngon. Quân si nè. Ôi ôi, một chùm. Một chùm luôn kìa mấy bạn ơi. Cái này một trời ăn no luôn á. Bây giờ có ổ gì vậy này ca? Chị biết. Chùm giòn không à? Mất dép. Người ta gọi là có bự có nhỏ, có lớn có bé, có thăng có trầm. Mấy đó là đạt cái chi tiêu rồi đó. Mấy nhỏ nhỏ thả bớt. Nó cỡ đó thả được ra. Nhỏ quá. Thôi bắt luôn đi về. Làm khô cái này nó không có nhỏ đâu. Cái tháng này làm khô ngon lắm. Cỡ này bự rồi cũng không có nhỏ. Quá một đống luôn. Kéo qua chai một à. Nó sốc chảy máu liền ta. Cái ngạnh nó bén lắm. Vậy nó vô. Hôm tôi bắt bỏ bếp nướng mà mãi mà. Cái ngạnh nó còn đâm tét máu ra luôn. Dịnh cái đầu quá. Vô. Cá này bắt lại dừng đó. Đừng có sợ nó lại nó bị đâm à. Bắt lại bị đâm à? Làm cái mẹ luôn chứ không làm. Đâm, đừng có nắm trên cái ấy nó thôi. Xuống làm mẹ nữa mình dính nướng cho ta ra. Chưa ăn cá ăn đất rồi. Tôi chỉ cách anh em cầm chài cho nó đúng nha. Chài cho tỉnh nha. Ủa anh tên họ gì vậy? Ê, một bước đầu tiên nè. Để bắt bỏ lên vai. Hai là mình phân ra cho nó đều. Đều chài. Đó. Đầu mình anh nắm ngang luôn. Nắm ngang luôn, để lên đây. Đọc lại đây nắm. Đây. Vậy là chỉ cầm thế quay 45 độ thảy thôi. Ok, mình sẽ đi xem ảnh thảy đi. Này anh hướng dẫn rồi, giờ anh thảy nè. 3, 2, 1, thảy đi. Đó, tròn quay luôn. Chài tròn mới nhiều cá. Còn A Chảy hướng dẫn cho anh em cộng đồng mạng biết cách cầm cái gọng sao cho nó đúng cách. A Chảy cho đang quạo đừng hỏi, không dẫn người. Trời ơi, vui vẻ không quạo đi. Thôi vui vẻ không quạo đi mà. Thôi tôi đang quạo đừng nói tôi gì vậy hết trơn nha. Tôi đang quạo đừng nói tôi không dẫn người. Anh con hả? Anh con nè. Bắt được đúng không? Nè cũng được khá khá mấy bạn. Mà cá mẻ này cá nhỏ quá. Bữa nay anh em mình không có đưa muối à? Có đưa muối ớt thôi. À quên. Muối muối gì ta? Muối tôm. Không, muối ớt qua gan. Muối ớt à. Lát mình nướng mấy con ăn chơi vậy thôi. Hôm nay không có đưa bia, có đưa một chai rượu mà rượu thì chỉ có mình uống được thôi, mấy ông kia uống không được. Di chuyển. Ông bà mình nói rồi, ăn cổ thì nên đi trước, lội nước thì theo sau. Nghĩa là mình ăn cổ thì mình đi trước để khỏi người ta ăn hết phần ngon á.
Không lội nước thì mình đi theo sau, đặng lỡ có chết thì chết người trước. Cũng là cái chỗ cũ. Hai tụi mình về đây để nướng cá ha. Năm dễ nhắm. Này dễ nhắm vậy. Ngồi đây nào đi bệnh đi, chưa đủ đâu. Ok, vậy là thời lượng video của mình có hạn. Video xin được kết thúc tại đây. Đây là quang cảnh ngày hôm nay tụi mình đi. Hẹn gặp lại các bạn trong thứ bảy cuối tuần sau ha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.